Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 192, tham vọng với quá quắt. Phế tích Bạch Sa là nơi mấu chốt để giúp người chơi tấn thăng cấp 10, cho nên xung quanh nơi này đều có người chơi cấp 9 tới luyện cấp. Không những quái cấp 10 ở đây cho rất nhiều kinh nghiệm mà còn có vô số nhiệm vụ ở khu vực này. Đa số các nhiệm vụ đều là loại cao cấp, hơn nữa phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ cao cấp là trang bị thanh đồng cấp trở lên. Đặc biệt nhất là trấn thạch chù y mới được phát hiện gần đây nơi đó quả thật là thiên đường cho người chơi. Chỉ cần danh vọng ở đó đạt được một trình độ nhất định sẽ có thể mua được trang bị thanh đồng cấp 10 và trang bị huyền thiết cấp. Hơn nữa giá cả cực kỳ tiện nghi, khiến cho đại ngộ ở các tiểu trấn khác hoàn toàn không thể sánh bằng nơi này. Cho nên hiện tại phế tích Bạch Sa đã trở thành khu luyện cấp 9 của người chơi cấp 9, Võ Lâm Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từ khi Thạch Phong đánh chết Phong Vân Vô Hủy một lần ở Hồng Diệp Trấn, phong vân vô hủy liền trực tiếp chạy tới đây thăng cấp. Trải qua một thời gian dài cố gắng, phong vân vô hủy lại lên được cấp 9, khoảng cách đạt tới cấp 10 cũng không phải quá xa vời. Dạ phong ngươi hãy chờ xem. Chỉ cần các tiểu liên minh của công hội ta tiến được vào Bạch Hà Thành, khi đó sẽ là ngày dỗ của ngươi. Phong vân vô hủy vừa bắn chết bọ cạp ba đuôi cấp 10, trong nội tâm vừa âm thầm chửi bới. Tuy hắn đã tung ra bí mật của Thạch Phong, Thạch Phong cũng đã khiêu khích các công hội khác, khơi dậy sự phẫn nộ của bọn họ bất quá đến tận bây giờ vẫn chưa có một người nào dám đụng tới thạch phong bọn họ để yên cho thạch phong sống nhẫn nhơ không nói còn dám giúp thạch phong buôn bán kiếm lời được một số tiền lớn cái này quả thật khiến hắn ghen tị đến phát cuồng thầm hận vì sao không phải là hắn võ lâm minh vốn là công hội do các trò chơi ảo khác chuyển tới cho nên không có những công ty đứng đằng sau bơm tiền vào hoàn toàn là do bọn nhà giàu tiêu ít tiền chống đỡ Ngày trước ở các trò chơi ảo khác, bọn họ tuyệt đối được xem như người cực giàu, tùy tiện quăng ra vài trăm nghìn điểm tín dụng, dựa vào điều này thôi đã có thể giúp cho võ lâm minh một tay quét ngang thiên hạ, làm cho các đại gia kia cảm thấy sướng vô cùng. Cho nên lần này bọn họ muốn tạo dựng võ lâm minh ở thần vực, tiếp tục càng quét thiên hạ. Bởi vì phong vân vô hủy là cấp trên, cho nên thu nhập mỗi tháng của hắn cũng vượt trên chục ngàn điểm tín dụng. Thu nhập này kể cả trong thành thị cũng được xem như đã cao, vì thế hắn càng tự đắc, không ít lần hắn tự xưng bản thân là cao thủ thần cấp trước mặt các bằng hữu mình, thường vung tiền mời cơm ở các nhà hàng. Khí phách không ai sánh được, khiến người người ghen tị. Sau khi phong vân vô hủy nhìn thấy lượng tiêu thụ của cataloger giới thiệu Bạch Hà Thành, thì triệt để hoảng loạn. Phong vân vô hủy tính toán một chút liền biết thu nhập một ngày thạch phong đã vượt quá 10 triệu điểm tín dụng. Nếu về sau còn tiếp tục tăng thì chỉ sợ tài sản của thạch phong sẽ hoàn toàn vượt qua các thiếu gia khác. Hơn nữa nếu Thạch Phong thật bán bí mật giúp tăng tốc độ lên cấp 10 với mức giá thấp, sợ rằng nửa đời về sau của Thạch Phong liền không cần lo cơm áo, tay ôm mỹ nữ đi siêu xe, có thể nói đời sống của Thạch Phong còn sung sướng hơn các đại gia. Nghĩ đến viễn cảnh ấy làm cho trong lòng Phong Vân vô hủy oán hận và ghen ghét. Bất quá điều đáng mừng duy nhất chính là Thạch Phong không có bán bí mật ra ngoài với giá thấp. Hiện tại nếu hắn có thể cướp được bí mật ấy, trở thành người bán đầu tiên. Đến lúc đó cần gì quan tâm tới làm game thủ chuyên nghiệp gì nữa, trực tiếp ở thế giới thật sống sung sướng không phải tốt hơn sao. Phong vân lão đại, ta mới phát hiện ra một khu vực có những con quái có tốc độ sinh sôi đặc biệt nhanh, ở đây có khi giúp hiệu suất thăng cấp gia tăng từ 60% trở lên. Một thích khách nói trên khung trò chuyện của đoàn đội. Mau báo cáo vị trí, chúng ta chạy qua ngay. Phong vân vô hủy vừa nghe liền lập tức vấn chấn hiện tại phế tích bạch sa có rất nhiều người chơi quái tất nhiên sẽ không có đủ để cho bọn họ giết nếu thật có khu vực như thế nói không chừng bọn họ có thể tiến vào bạch hà thành tìm thạch phong tính sổ ngay ngày hôm nay đây là tọa độ tên thích khách trực tiếp gửi tọa độ qua khung trò chuyện được sau khi xử lý đám quái ở đây chúng ta sẽ đi phong vân vô hủy cười nói vận may cuối cùng cũng đứng về phía hắn rồi trong chốc lát phong vân vô hủy liền dẫn đoàn tinh anh tới khu vực đó. Quả nhiên đúng như báo cáo của tên thích khách kia, nơi này vô cùng bí mật, quái cũng rất nhiều, hầu như một lần có thể chém giết hơn 50 con bọ cặp ba đuôi. Đối với đoàn đội hơn trăm gã tinh anh như bọn họ mà nói, nơi này vô cùng thích hợp để đánh quái. Vấn đề duy nhất là nơi này có không ít người chơi đã phát hiện ra. Phong vân đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một gã thuẫn chiến sĩ nhìn về 60, Bảy mươi người chơi đang đánh quái ở phía trước, nhíu mày hỏi. Khà khà, ngươi không thấy bọn họ đều là người chơi tự do sao? Phong vân vô hủy khinh thường nói. Bất quá chỉ là vài tiểu đội tạm thời tới nơi này đánh quái mà thôi. Mà nơi này tốt như vậy, làm sao có thể để bọn nó độc chiếm? Các ngươi mau để bọn nó biết rõ, nơi này về sau chính là khu luyện cấp của võ lâm minh chúng ta. Giống như lời của phong vân vô hủy nói. Những người chơi kia đều là người chơi tự do không có công hội, chỉ trùng hợp tụ lại đánh quái chung một chỗ mà thôi. Nếu là các công hội bình thường, sau khi chứng kiến bọn họ nhiều người như vậy cũng sẽ không dám tranh đoạt địa bàn. Nhưng phong vân vô hủy và võ lâm minh không giống. Bọn họ chính là tập hợp của các tinh anh trong năm trấn, coi như là tinh anh do thứ tâm lãnh đạo cũng không có nhiều như thế. Dọn bãi đi, không phải người của võ lâm minh thì rời khỏi đây, bằng không tự lãnh hậu quả phong vân vô hủy lớn tiếng miệt thị những người chơi kia. Mà trên mặt trăm người tinh anh của võ lâm minh đều mang nụ cười lạnh lùng. Bọn họ lập tức vây xung quanh nơi này, chỉ cần có người phản kháng sẽ không nói hai lời tiêu diệt. Trang bị của người chơi tự do trước giờ đều không tốt. Kể cả khi đẳng cấp những người này đều là cấp chính, song trang bị kém võ lâm minh rất nhiều. Hơn nữa số lượng rất chênh lệch. Bọn họ cộng lại cũng chỉ tới 60-70 người, mà Võ Lâm Minh hiện tại đã có 132 người ở đây. Nhân số trên lệch cấp 2 lần thì thôi, nói chi tới những người chơi tự do này đều không đồng lòng, càng không có khả năng đối chiến với Võ Lâm Minh. Lúc này những người chơi tự do kia phái ra một đại biểu nói: "Các huynh đệ Võ Lâm Minh, làm việc luôn phải có thứ tự trước sau. Mọi người đều thăng cấp không dễ dàng gì. Không bằng thế này, chúng ta mỗi người một nửa chỗ quái này, huynh thấy thế nào?" Biến ta đếm đến 10, nếu các ngươi không cút, ta không ngại để các ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Phong vân vô hủy phẫn nộ quát. Các ngươi thật quá quát. Bọn ta vất vả lắm mới phát hiện ra nơi này. Dựa vào cái gì mà đuổi bọn ta đi? Mọi người hãy nghe ta nói. Không bằng chúng ta đoàn kết lại, nhất trí liều mạng với Võ Lâm Minh. Cùng lắm thì hai bên lưỡng bại câu thương. Ta không tin Võ Lâm Minh không cố kỵ gì, dám can đảm đánh chúng ta. Ngay lúc một tiểu đội muốn tập hợp mọi người cùng nhau đối phó võ lâm minh, thì có hơn 10 viên hỏa cầu đánh về phía họ. Trong nháy mắt giết chết đám người đó. Những người chơi tự do còn lại sợ đến mức không dám nói gì, chỉ dám oán giận mà nhìn trừng trừng về phía phong vân vô hủy. Thế nào? Các ngươi còn ý kiến? Phong vân vô hủy cười lạnh, lại phất tay. Chỉ trong chốc lát lại có hơn 10 đạo ma pháp phóng ra, những người khi nảy trừng mắt với phong vân vô hủy lại chết thêm mấy mạng chúng ta đi cuối cùng có một tiểu đội nhìn không được nữa dẫn đầu mở miệng nói sau đó vài tiểu đội khác cũng nhìn nhau một chút lắc đầu rời đi còn về phía hai tiểu đội mới chết kia ai rảnh mà đi quan tâm tới cơ chứ ha 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 một đám nghèo mạc mà cũng dám tranh với võ lâm minh chúng ta phong vân vô hủy nhìn đám người chơi rời đi không khỏi cười nhạo nói những thành viên khác của võ lâm minh cũng cười ha hả nội tâm vô cùng thoải mái Lúc này Thạch Phong đang không ngừng chạy tới phế tích Bạch xa. Chỗ võ lâm minh đã không còn xa rồi. Thạch Phong so sánh tọa độ một chút, càng bước nhanh hơn. Khi Thạch Phong đi tới vị trí mà Thứ Tâm cung cấp liền phát hiện nơi này ngay cả một bóng dáng của võ lâm minh cũng không có. Người đâu rồi? Thạch Phong nhìn bốn phía. Ngoại trừ có hơn 10 con bọ cạp ba đuôi quanh quẩn ở đây, còn lại cả dải đất bằng phẳng chỉ toàn cát và cát, căn bản không có nửa cái người chơi chẳng lẽ thứ tâm đưa tin tức sai thạch phong cảm giác điều này không có khả năng liên minh thích khách dù thế nào cũng là công hội nhị lưu đứng đầu thu hoạch tin tức sẽ không phạm sai lầm quá lớn hơn nữa thứ tâm khẳng định chắc nịch như vậy hẳn phải có căn cứ quên đi dù sao bản thân cũng chưa từng trông đợi sẽ ngay lập tức tìm được người thạch phong không hề nóng nảy bắt đầu tìm tòi bốn phía nếu võ lâm minh tiến vào được bạch hà thành Hãng Thứ Tâm sẽ là người đầu tiên biết, sau đó báo với hắn. Bất quá khả năng võ Lâm Minh tiến vào Bạch Hà Thành không lớn, dù sao đến cả bọn Thứ Tâm cũng chưa tiến vào được. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Càng ngày càng nhiều người chơi lên tới cấp 10, cả đám người tiến vào Bạch Hà Thành. Hiện tại những người có thể tiến vào Bạch Hà Thành đại đa số đều là các tinh anh cùng thượng cấp của các công hội, chỉ có số ít là các cao thủ tự do tự tổ chức đoàn đội. Không ít những người này đều mua bộ catalog giới thiệu Bạch Hà Thành của Thạch Phong, lòng bội phục không thôi. Đoàn trưởng, giả dạ phong này thật lợi hại, lại có thể viết về Bạch Hà Thành không sai chút nào. May là chúng ta mua phiên bản xa hoa. Phiên bản đơn giản quả thực giới thiệu quá đơn giản, cùng lắm chỉ có thể biết chút ít về Bạch Hà Thành. Còn phiên bản xa hoa vừa vào đã nói rất nhiều tới những nơi nhận nhiệm vụ tốt cho từng chức nghiệp, giúp cho chúng ta tiếp nhận được rất nhiều nhiệm vụ rồi ai dám nói cái này sai ta thật bội phục đoàn trưởng thông minh nếu không biết cái này do thạch phong viết ra có khi còn tưởng đây là bản catalogger giới thiệu do nhà phát hành công bố đấy chứ thật không biết trước kia thạch phong là người như thế nào làm sao lại có khả năng quan sát cao đến vậy dạ phong đích thực có bản lĩnh ta vốn mua cái này chỉ để tham khảo không có nghĩ tất cả nội dung bên trong đều là thật hiện tại đến bạch hà thành rồi ta mới cảm thấy kinh hãi dùng hai chục nghìn điểm tín dụng để mua phiên bản xa hoa này thật sự quá lời. Nếu là ta, giá 50 nghìn có khi còn không nở bán. Tin tức này nếu để các tầng lớp phía trên thu thập không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tóm gọn đầy đủ như thế này. Mà phiên bản này lại trực tiếp cho biết tin tức quan trọng nhất, thật không dám tin hắn chỉ bán với giá 20.000 điểm tín dụng. Phía trước truyền tống trận Bạch Hà Thành, một đoàn 10 người chơi tinh anh không có công hội đứng cùng một chỗ vừa cười nói vừa chờ đợi đồng bạn. Hửng! Giả đoàn sao? Lúc này Bạch Kinh Tuyết từ truyền tống trận bước ra thì trông thấy đoàn đội ấy, cảm thấy hơi kinh ngạc. Có thể tiến vào Bạch Hà Thành ở thời điểm này, ngoại trừ các đoàn tinh anh của các công hội lớn ra, một cái giả đoàn cũng có khả năng bước vào Bạch Hà Thành. Việc này vô cùng hiếm thấy, đủ để chứng minh giả đoàn này có thực lực rất mạnh. Ta biết bọn họ, những người này là người chơi của một trò chơi ảo khác rất nổi tiếng từ 5 năm trước, được xưng là Thánh Bôi Kỵ Sĩ Đoàn. Tuy bọn họ không phải công hội, nhưng số từ đầu đến cuối không vượt quá trăm người, song kỹ thuật mỗi người trong đoàn đều phi thường tốt, chiến lực vô cùng kinh người. Đoàn trưởng Chiến Thiên Thương Lan còn được vinh danh là chiến sĩ cao cấp nhất của giới game. Lúc ấy không có bất cứ người nào, càng không có bất cứ công hội nào dám đi trêu chọc bọn họ. Chẳng qua không biết khi ấy vì cái gì lại giải tán, sau đó rất nhiều thành viên cũng không chơi nữa. Nhưng vẫn còn dư lại một ít thành viên đã trở thành hạch tâm của công hội nhị lưu. Thánh bôi kỵ sĩ đoàn này đã là một đoạn truyền thuyết của giới game thủ rồi. Thuẫn chiến sĩ quỷ trảm cảm kích nhìn về phía một gã chiến sĩ thân không cao lớn cũng không cường tráng, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Người này đúng là đoàn trường chiến thiên thương lan mà hắn đã từng sùng bái, nguyên nhân khiến hắn bắt đầu chơi chức nghiệp thuẫn chiến sĩ. Cho nên mới hướng bạch kinh tuyết chậm rãi giải thích thì ra là thế. Bạch Kinh Tuyết không khỏi lưu ý tới Chiến Thiên Thương Lan. Năm năm trước nàng còn chưa được tiếp xúc với trò chơi thực tế ảo cho nên cũng không có biết đến nhân vật như thế này. Kinh Tuyết, chẳng lẽ ngươi đang suy tính mời hắn vào vệ thân chi xà? Triệu Nguyệt Như trông thấy ánh mắt sao động của Bạch Kinh Tuyết, liền cười hỏi. Người này nhìn lướt qua thì không hề có nhuệ khí, tuy nhiên lại thâm sâu như biển rộng. Hơn nữa cả người hắn đều trang bị huyền thiết cấp, vũ khí thì kém một chút, không phải bí ngân cấp. Bất quá chỉ là một cái giả đoàn lại có một thuẫn chiến sĩ trang bị như vậy đã là phi thường khó khăn, đủ để chứng minh thành viên trong đoàn này rất mạnh. Mà người có thể quản lý được đoàn đội này, làm cho đoàn viên chỉ cần nói một từ liền nghe theo, đủ để thấy hắn không hề đơn giản. Nếu có thể đem hắn kéo qua thì từ nay về sau khi vào phó bản nhất định sẽ có chỗ tốt. Bạch Kinh Tuyết cũng không phủ nhận. Lúc trước muốn đem Thạch Phong Thu vào dưới trướng đã bất thành. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng không nhìn thấu được Thạch Phong, bởi vì xuất xứ của Thạch Phong quá thần bí. Nhất là lần này khi Thạch Phong bán cho nàng cuốn gờ phiên bản siêu hào hoa, khiến cho khi nàng đến Bạch Hà thành liền cảm thấy chấn động. Sau khi so sánh với phiên bản xa hoa, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ được ý nghĩa của cuốn gờ mà Thạch Phong cho trân quý cỡ nào. Nếu như để các công hội nhất lưu khác biết được nội dung của cuốn gờ này, sợ rằng bọn họ sẽ không tiếc khai chiến với vệ thân chi xà chỉ để đoạt được cuốn catalog g vào tay mình. Nếu muốn tính ra giá trị của nó, chỉ sợ phải hơn 5 triệu điểm tín dụng. Bởi vì cuốn catalog g phiên bản siêu hào hoa này nói đến vấn đề phát triển công hội, còn đề cập tới việc làm sao để phát triển lớn mạnh, nhất là vấn đề về trụ sở công hội, hơn nữa còn nhắc tới những nhiệm vụ hàng ngày giúp tăng lên danh vọng ở Bạch Hà thành. Riêng cái này thôi đã giúp cho các nàng vượt lên trước so với các công hội khác rất nhiều cái này không phải chỉ cần bỏ ra 5 triệu điểm tín dụng là đủ được. Cho nên hiện tại nàng chưa dám nói chuyện này với ai, bằng không sợ sẽ rước họa vào thân. Có khi còn khiến cho tất cả các công hội nhất lưu cùng hợp tác diệt các nàng. Cũng bởi vì điều này mà Bạch Kinh Tuyết rốt cuộc ý thức được tầm nguy hiểm của Thạch Phong. Mà đây chỉ mới là làm bằng hữu của hắn thôi, nếu kéo được hắn qua làm thủ hạ thì còn gây ra hậu quả như thế nào nữa. Bạch Kinh Tuyết đã không còn dám suy nghĩ tới nữa rồi. Hiện tại Thạch Phong đã treo chọc hơn 10 công hội lớn, may là những công hội này đều thuộc loại tiểu tốt. Bởi vì bí mật tăng tốc độ thăng cấp lên cấp 10 đối với các công hội chân chính mà nói căn bản không có bao nhiêu hấp dẫn. Những tầng lớp trên của các công hội cũng biết rất nhiều bí mật, đối với thần vực bọn họ như nắm trong lòng bàn tay, mạnh hơn mấy công hội gà mờ kia nhiều. Thần vực không có bất. Cho dù có cũng sẽ ngay lập tức bị phát hiện và được sửa chữa lại. Nhắc tới cái bí mật kia, khả năng duy nhất chính là vượt cấp đánh quái hoặc làm nhiệm vụ cao cấp mới có thể thu được lượng điểm kinh nghiệm lớn cái trước chỉ có thể là cao thủ hoặc người chơi có trang bị cực tốt mới làm được như vậy khả năng sau rõ ràng không thể làm lại bởi vì các nhiệm vụ cao cấp đều có hạn chế cực lớn cùng tính quý hiếm hơn nữa không phải ai cũng có thể tiếp nhận nói không chừng còn là nhiệm vụ duy nhất hoặc nhiệm vụ hy hữu lại càng không thể khôi phục nhiệm vụ cho nên các công hội hợp cách đều không hề hứng thú với loại bí mật này. Ngược lại bọn họ lại hứng thú với cuốn catalog giới thiệu bạch hà thành. Thạch Phong cũng rất thông minh khi chọn giải pháp bán ra, cho nên các công hội này không tìm hắn gây sự cũng sẽ không có thời gian mà đi chơi đùa qua lại với các công hội gà mờ kia. Trình độ Thạch Phong lợi hại tới mức không cần bằng hữu. Hay nói cách khác nếu không có đủ thực lực sẽ rất nguy hiểm khi làm bạn với Thạch Phong. Còn trước mắt chiến thiên thương lan nhìn cũng không có mang tính nguy hiểm lắm, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, nếu không lôi kéo thì thật đáng tiếc. Đi thôi, tiếp xúc bọn họ một chút. Sau khi Bạch Kinh Tuyết nhìn thấy người đã đông đủ, liền mở miệng nói. Phế tích Bạch Sa. Võ Lâm Minh thật quá quắc. Nói chết liền giết, hoàn toàn không để loại người chơi tự do như chúng ta vào mắt. Chờ sau này ta trở nên mạnh mẽ sẽ đi giết chết bọn vô lại đấy. Xuyệt đừng nói nữa ngươi không thấy hai tiểu đội kia chỉ bất mãn liếc mắt cũng bị giết chết hay sao chuyện này không có cách nào khác bởi vì chúng ta không lợi hại như họ nên đành phải nhượng bộ vậy nếu chúng ta là thành viên của công hội tam lưu ta không tin võ lâm minh dám làm như thế đội trưởng không bằng chúng ta dứt khoát đi gia nhập một công hội lớn dựa vào trình độ của chúng ta khẳng định sẽ dễ dàng tiến vào các công hội lớn công hội sao quả thật chuyện này cần suy nghĩ một chút bất quá cái này chờ sau khi chúng ta tiến vào bạch hà thành hẳn nói trong hồng diệp trấn thì liên minh thích khách là mạnh nhất nhưng ở bạch hà thành liên minh thích khách chỉ có thể coi như không tệ bên trong còn rất nhiều công hội nhất lưu để cho chúng ta lựa chọn nhóm tiểu đội sáu người này vừa tìm kiếm địa điểm đánh quái mới vừa đàm luận đối với lực lượng và tác dụng của công hội bọn họ tất nhiên hiểu rõ nếu về sau không gia nhập công hội liền bị các công hội ấy chiếm hết điểm tốt để thăng cấp còn bọn họ chỉ có thể cùng các người chơi tự do khác tranh đoạt các khu tài nguyên thưa thớt xin hỏi một chút mọi người biết võ lâm minh ở đâu không thạch phong tìm ở phế tích bạch sa đã lâu nhưng cũng không phát hiện được tung tích của võ lâm minh lúc này nghe được tiểu đội này đi ngang có đàm luận về võ lâm minh cho nên mới muốn hỏi một chút biết ngươi tìm võ lâm minh có chuyện gì đừng nói là muốn gia nhập võ lâm minh nha đội trưởng tiểu đội này khẽ gật đầu hắn trông thấy thạch phong cũng là người chơi tự do bất quá lại nhìn không ra đẳng cấp và danh tự một người chơi tự do đi tìm võ lâm minh ngoại trừ muốn gia nhập ra còn có thể làm gì nghe được đội trưởng nói người chơi trước mắt muốn gia nhập võ lâm minh mấy tên đội viên khác đều đằng đằng sát khí nhìn về phía thạch phong cơn giận khi nãy bị đám người võ lâm minh khi dễ còn chưa tiêu xuống nếu không phải vì võ lâm minh quá đông thì bọn họ đã cùng võ lâm minh liều mạng thạch phong vừa rồi cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ biết rõ những người này bị võ lâm minh ức hiếp cho nên đối với thạch phong có hận ý rất lớn hơn nữa người đội trưởng này nghĩ rằng hắn muốn gia nhập võ lâm minh tự nhiên sẽ khiến tình hình trở nên không mấy dễ chịu hiện tại nếu hắn dám bảo là muốn gia nhập võ lâm minh chỉ sợ những người này không nói hai lời liền xông lên xử lý hắn Ta không phải muốn gia nhập võ lâm minh, ta chỉ có một số việc cần tìm võ lâm minh. Không biết mọi người có thể cho ta vị trí cụ thể của võ lâm minh không, một ngân tệ này coi như phí tư vấn. Thạch Phong cười một tiếng, lấy ra một ngân tệ. Đối với người chơi bình thường mà nói, một ngày thu vào chỉ hơn 10 đồng tệ. Cho dù những người này là người chơi cao cấp thì một này cũng chỉ tầm một hai ngân. Có thể nói một ngân tệ cho phí tư vấn này là không hề ít thật là giàu nứt vách mà người đội trưởng chứng kiến thạch phong lấy ra một ngân tệ chỉ để làm phí cố vấn hai mắt liền sáng lên tại kênh trò chuyện của đội nói các huynh đệ người này chính là một con dê béo nếu có thể kiếm một khoản chúng ta sẽ lợi nhuận không ít nói không chừng còn kiếm được đủ phí sửa chữa vũ khí có làm hay không làm vì sao không làm người này vừa nhìn đã biết hẳn là có quan hệ với võ lâm minh chỉ cần người có quan hệ chúng ta liền không bỏ qua bọn ta đều nghe theo đội trưởng những người khác cũng đều ủng hộ nói vị huynh đệ xem ra người cùng võ lâm minh có quan hệ không tầm thường mấy người bọn ta đều bị võ lâm minh hại rất thảm hiện tại trong lòng đều tức giận nếu ngươi đã có chút quan hệ với võ lâm minh lại có tiền như vậy hẳn cũng nên thay mặt võ lâm minh bồi thường một chút chúng ta muốn không nhiều chỉ cần để lại 20 ngân tệ cùng tất cả trang bị, bọn ta liền nói cho ngươi biết Võ Lâm Minh ở nơi nào, thấy sao?" Tên đội trưởng chơi thủ hộ kỵ sĩ kia cười lạnh nói. Lời vừa dứt, mấy người khác cũng bước lên, trên mặt đều mang một nụ cười lạnh lẽo. "Ta đã nói ta và Võ Lâm Minh không hề có quan hệ, ta chỉ tìm họ có chút việc. Mọi người cùng Võ Lâm Minh phát sinh vấn đề gì đều không liên quan tới ta. Nếu mọi người không nói thì thôi, mời nhường đường một chút." Thạch Phong nói. Ta hiểu rõ. Bất quá ai bảo ngươi nhắc tới võ lâm minh làm chi. Nếu ngươi đã không đáp ứng, mấy người bọn ta chỉ có thể giết chết ngươi để tiêu cơn giận. Tuy không biết đẳng cấp của ngươi bao nhiêu, nhưng chắc cũng chừng cấp 7 cấp 8. Lúc này nếu rớt một cấp chỉ sợ uổng phí mất một hai ngày khổ cực, ngươi cũng nên hiểu rõ việc này. Tên kỵ sĩ thủ hộ này lấy ra cái thuẫn cùng đoạn kiếm từ sau lưng, đùa cợt nói. Nghe tới mấy lời này, Thạch Phong không nhịn được bật cười. Người đáng thương ác có chỗ đáng hận. Những người này gặp phải võ lâm minh cường đại cho nên dù bị khi dễ cũng sẽ chịu đựng, cùng lắm chỉ chửi mắng võ lâm minh quá quắc thôi. Hiện tại gặp được người chơi tự do như hắn, bọn họ lại thế mạnh đông người, sẽ không hành xử như lúc nãy. Đờ mờ. Cười cái gì mà cười, cười nữa ta liền tác vỡ mặt ngươi. Một thích khách vẫn nộ quát. Các người không phải đòi tiền sao? ta liền cho các người xuống địa ngục xài tiền âm phủ. Thạch Phong nói xong liền rút thâm nguyên giả ra. Trên thân thâm nguyên giả toát ra một ngọn lửa xanh đậm, chính là băng lam ma diễm. Đối với loại người này, Thạch Phong không có nửa điểm đồng tình. Chỉ thấy Thạch Phong trong nháy mắt vung ra song kiếm, kiếm ảnh khắp trời bao bọc đám người này. Tuy đám người chơi này kỹ thuật không tệ, thực lực cũng khá mạnh, song so với Thạch Phong vẫn quá xa vời. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị đánh trúng. Ngoại trừ tên đội trưởng kỵ sĩ thủ hộ ra, năm người còn lại đều chết hết. Hơn nữa trang bị của những người này đều bị băng lam ma diễm hủy sạch. Cho dù đẳng cấp những người này rất cao, có điều trang bị lại cực kém, toàn thân chỉ có 6-7 trang bị thanh đồng cấp, hoàn toàn không có một món nào huyền thiết cấp. Dựa vào uy lực của băng lam ma diễm, những trang bị này căn bản không chịu nổi một kích, tất cả đều hỏng. Thế nào? hiện tại có nguyện ý nói cho ta biết võ lâm minh đang ở chỗ nào không thạch phong nhìn về phía tên kỵ sĩ thủ hộ lạnh nhạt nói tên đội trưởng nhìn đến choáng váng người phía trước toàn thân có thể bốc lửa công kích nhanh đến mức bọn họ căn bản không kịp phản ứng lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ gặp phải quỷ rồi hơn nữa còn là loại quỷ điều khiển được ngọn lửa ta nói ta nói võ lâm minh đang ở một cái thung lũng cách biên giới tây nam không xa lân cận đó còn có rất nhiều hang động. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Thạch Phong trực tiếp giết tên đội trưởng, quay người đi về phía Võ Lâm Minh. Chờ tới khi những người này sống lại ở Hồng Diệp Trấn đều lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa. Đẳng cấp rớt một cấp không nói, trang bị của bọn họ còn bị hủy sạch. Bây giờ bọn họ căn bản không có cách nào đi đánh quái chớ nói gì tới đi thăng cấp thế là phế tích bạch sa lập tức xuất hiện một truyền thuyết về hỏa quỷ người mặc một cái áo choàng đen nhánh không thể nhìn được bất cứ thông tin nào bên hông móc ra hai lợi kiếm một đen một trắng khi gặp nếu không mau trả lời câu hỏi của hỏa quỷ liền bị bạo sạch sẽ rồi giết chết đến lúc ấy muốn khóc cũng không có chỗ để khóc bất quá bản thân thạch phong cũng không biết cuối cùng cũng tìm được ngươi phong vân vô hủy lúc này thạch phong đứng ở sườn núi cao thấy được hơn trăm người đang chém giết mười mấy con bọ cạp ba đuôi, những người này đẳng cấp đều đạt tới cấp 9, cự ly tới cấp 10 không còn xa. Mà Phong Vân Vô Hủy ở hậu phương không ngừng chỉ huy, điểm kinh nghiệm đi lên rất nhanh, lúc này đẳng cấp hắn đã tới cấp 10. Sở dĩ nhanh như vậy là vì Phong Vân Vô Hủy không có tổ đội cùng những tinh anh kia. Tất cả những con quái bị đánh đến khi chỉ còn tàn huyết đều sẽ do Phong Vân Vô Hủy xử lý. Nhờ quy tắc của thần vực Phong vân vô hủy có thể hưởng tận 60% điểm kinh nghiệm của quái vật, cho nên đẳng cấp hắn mới đạt tới cấp 10, thậm chí cao hơn trước kia. Các ngươi mau mau dẫn thêm quái tới đây. Có một nơi luyện cấp cốt cỡ này, ta muốn đoạt được vị trí đệ nhất trên bảng vinh quang đẳng cấp, khiến cho mấy công hội kia thấy rõ được thực lực của võ lâm minh chúng ta. Phong vân vô hủy nói trên thanh trò chuyện. Vâng. Vài tên thích khách đáp lại. Hiện tại xếp hạng nhất trên bảng đẳng cấp vẫn là Hỏa Vũ, bất quá vị trí thứ hai đã có sự thay đổi. Cũng không phải vì tốc độ thăng cấp của bọn Hỏa Vũ chậm hơn Phong Vân Vô Hủy, mà là do các nàng phải làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ ấy đều là nhiệm vụ danh vọng vô cùng hiếm hoi, có thể mang lại một lượng danh vọng tương đối cao ở Bạch Hà Thành. Tại thần vực, muốn từ cấp 20 trở thành chức nghiệp chính thức phải có sự chấp nhận của các hiệp hội trong thành phố lớn, bất quá này cần phải đạt tới lượng danh vọng nhất định mới được. Vì vậy mà chuyện đầu tiên Thạch Phong muốn đám người hắc tử làm khi tiến vào Bạch Hà Thành chính là đi tiếp nhận những nhiệm vụ hy hữu kia. Như vậy danh vọng mới tăng nhanh lên, đợi tới cấp 20 liền có thể trực tiếp chuyển thành chức nghiệp sơ giai. Nếu chờ tới lúc cấp 20 mới phát hiện ra yêu cầu danh vọng này sẽ lãng phí không ít thời gian, làm kéo chậm tiến độ. Trong khi Phong Vân Vô Hủy đang hưng phấn chém giết mấy con bọ cạp ba đuôi này, thì Thạch Phong đã thông qua hư vô giới chỉ mà tới được vị trí đội trị liệu của Võ Lâm Minh không ai nghĩ sẽ tới một người chơi tự do lại dám chủ động tìm tới đoàn tin anh của công hội để trả thù, bởi vì việc đó tự hồ như không biết lượng sức mình. Thế nhưng Thạch Phong thực dám làm như thế, nguyên nhân bởi vì hắn đã đủ cường đại. Lúc này ở đây chỉ có mình Phong Vân Vô Hủy là đạt tới cấp 10, những người còn lại chỉ mới là cấp 9. Trên lệch 5 cấp không nói, hơn nữa hiện tại có thể đánh mà không nhìn đẳng cấp trang bị phi thường hiếm thấy. Nhiều đó cơ sở thôi đã đủ để Thạch Phong một tay quét sạch đám người chơi cấp chính này. Ngay khi trị liệu của Võ Lâm Minh đang hồi máu cho các MT phía trước thì Thạch Phong đột nhiên xuất hiện, tung ra chiêu phong lôi thiểm, trong nháy mắt liền bao trùm mấy tên trị liệu không kịp trở tay. Một kiếm toát ra hơn 500 điểm thương tổn, ngẫu nhiên còn có thể lên đến 1.000 điểm, khiến cho đại bộ phận trị liệu đều bị miễu sát. Bởi vì đám người trị liệu này khi chiến đấu toàn phân tán ra cho nên hiện tại chỉ còn lại ba con cá lọc lưới. Thạch Phong tiếp tục bồi thêm truy phong kiếm, một trảm ấy lập tức tiễn một tên mục sư đi đời nhà ma. Sau đó hắn lại chém thêm vài kiếm giúp tiễn đưa hai tên mục sư cuối cùng. Dạ Phong Trên trán Phong Vân Vô Hủy nổi lên từng mạch máu, hắn giận dữ hét. Phong Vân Vô Hủy, chẳng phải ngươi muốn tìm ta sao? Thạch Phong nhìn Phong Vân Vô Hủy mỉm cười. Về phần trăm người chơi dưới trướng của Phong Vân Vô Hủy, Thạch Phong căn bản không thèm để tâm. Hiện tại ta đã tới. Không biết công tác chuẩn bị để nhận lấy cái chết của ngươi đã làm tới đâu rồi. Đừng nói muốn ta chết, ta sợ đến cả mạng của ngươi còn không giữ được nữa là. Trước đó mày giết được ta là vì đẳng cấp ngươi cao hơn, bất quá hiện tại ta cũng cấp 10. Bây giờ thì ai sợ ai? Tất cả lên hết cho ta, xử lý hắn. Phong Vân vô hủy khinh thường cười. Hắn lập tức ra lệnh cho tất cả thủ hạ xử lý Thạch Phong. Hắn không tin Thạch Phong có thể sống sót dưới tay trăm tinh anh này chớ nói gì tới giết hắn. Lúc này những thành viên võ lâm minh đều nhìn Thạch Phong bằng nụ cười chế nhạo, cho rằng Thạch Phong bị ấm đầu. Bất quá bọn họ không ngại dạy Thạch Phong một bài học. Lấy một địch trăm. Đúng là tự coi bản thân như Superman xịt mặt ngược sao. Trước đó đám người bị Thạch Phong giết chết đều là những thành viên bình thường, chỉ có số ít là thành viên tinh anh. Nhưng lúc này ở nơi đây tất cả đều là tinh anh của Võ Lâm Minh, toàn bộ đều đạt tới cấp 9 cho nên kết quả của Thạch Phong chỉ có một, chết. Ngay lập tức liền có hơn 10 đạo ma pháp bắn về phía Thạch Phong. 10 gã thuẫn chiến sĩ, kỵ sĩ thủ hộ, cùng chiến sĩ, kiếm sĩ đều xông về phía Thạch Phong. Đám thích khách cũng tiến vào trạng thái để chờ đợi hành động. Đối mặt với công kích của mười mấy tên pháp hệ, Thạch Phong không dám khinh thường. Hắn trực tiếp sử dụng phong hành bộ cùng sinh mệnh hộ thuẫn bậc hai rồi hướng tới đám người kia. Bởi vì tốc độ của Thạch Phong cực nhanh, cho nên xác suất để 10 đạo ma pháp kia trúng được hắn là vô cùng nhỏ, chứ nói gì tới việc dùng phong hành bộ để né tránh. Cho nên toàn bộ chỉ có 3-4 đạo cầu có thể đánh trúng hắn. Mà mặc cho mấy đạo ma pháp này là hỏa cầu hay băng tiễn, điểm thương tổn tạo thành cho hắn vẫn không đến 10 điểm, so với thương tổn lần trước còn muốn thấp hơn. Hơn nữa có sinh mệnh hộ thuẫn hấp thu một phần thương tổn, cho nên tổng cộng lại thương tổn hắn nhận còn chưa tới 6 điểm điều đó khiến cho mấy tên phát hệ kia kinh hãi đều ra sức đánh đi cho dù thương tổn thấp bất quá điểm sinh mệnh của hắn có hạn không có trị liệu hồi máu ta muốn xem xem hắn chống đỡ được bao lâu chức nghiệp cận chiến thì mau đứng phân tán ra cẩn thận kỹ năng quần công của hắn phong vân vô hủy càng hoảng sợ hơn bất quá hắn suy nghĩ một chút cho dù lực phòng ngự của thạch phong cực cao nhưng điểm sinh mệnh vẫn phải có giới hạn cho dù thương tổn gây ra chỉ là hàng đơn vị, nhưng có hơn 10 người liên thủ, Thạch Phong có thể kiên trì được bao lâu? Thạch Phong nhìn sinh mệnh mình dần dần giảm xuống, trong nội tâm tự nhiên hiểu rõ rằng bản thân sẽ không chịu được bao lâu. Đối mặt với trên trăm tinh anh, không phải chỉ dựa vào điểm trên lệch thuộc tính là có thể bù đắp. Không sai biệt lắm. Thạch Phong đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thấy khoảng cách của mình với đám người kia chỉ còn có hơn 10 mét, liền lấy ra băng sương đạn trung cấp ném về phía bọn họ. Thành viên võ lâm minh thấy Thạch Phong ném ra một vật. Bất quá đó không phải kỹ năng, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý. Bởi vì băng sương đạn bột phát khiến cho phạm vi 12 mét nháy mắt bị một luồng hơi lạnh bao phủ, đóng băng tất cả bọn họ trong 3 giây, đồng thời gây ra 400 điểm thương tổn. Trong bán kính 12 mét ấy, có thể nói hơn phân nửa chức nghiệp cận chiến của Võ Lâm Minh đều bị bao phủ. MT mở ra kỹ năng bảo vệ tính mạng, pháp hệ tăng tần suất tấn công và tung ra các kỹ năng hạn chế. Tuyệt đối không được để hắn tới gần những người bị đóng băng. Phong vân vô hủy gấp gáp hô lớn. Sau khi thuẫn chiến sĩ và kỵ sĩ thủ hộ nghe được liền sử dụng thuẫn tường và bảo hộ chúc phúc. Bất quá nội tâm bọn họ đều đã hiểu rõ, mấy thứ này đều vô dụng ở trước mặt Thạch Phong. Hiện tại bọn họ chỉ dám cầu nguyện cho Thạch Phong vì thấy bọn họ khó nhằn hơn mà đi xử những người khác trước các chức nghiệp pháp hệ đứng sau cũng nhanh chóng tung ra các kỹ năng hạn chế như băng tường, hàng băng cầu vân vân. Ngăn không cho Thạch Phong tiến tới gần những người bị đóng băng. Thạch Phong chỉ cười, dùng vô thanh bộ xuất hiện ở phía sau lưng đám pháp hệ kia. Toàn thân hắn bốc lên băng lam ma diễm, vung ra một chiêu diễm lôi bạo, lập tức hơn mấy cái nguyên tố sư cùng chú thuật sư bị thuấn sát trong phạm vi của diễm lôi bạo. Hơn nữa còn tung ra hơn 2.000 điểm bạo kích, đồng thời phá hủy toàn bộ trang bị trên người bọn họ. Một số ít nguyên tố sư phản ứng nhanh, lập tức sử dụng vòng băng, lóe một cái, như muốn đông cứng Thạch Phong để chạy trốn. Đáng tiếc Thạch Phong phản ứng nhanh hơn, trực tiếp sử dụng ngự kiếm hồi thiên cùng ám thiên cùng vũ miễn dịch đi hiệu ứng của vòng băng. Ngay sau đó thâm nguyên giả bùng cháy vung lên, một đạo kiếm khí thâm lam hỏa đánh trúng những nguyên tố sư đang chạy trốn cách đó hơn 10 mét, bạo kích ra 1.000 điểm thương tổn liền miễu sát bọn họ, Cùng lúc đó hai gã triệu hóa sư sau lưng hai tên nguyên tố sư cũng bị liên lụy. Thanh máu hơn 600 điểm trong chốc lát liền thiếu hụt đi 400 điểm. Bởi vì Thạch Phong không ngừng vung kiếm, cho nên khắp bán kính 15 mét đều có ngọn lửa màu lam đậm chôn vùi từng cái từng cái pháp hệ. Giết đi! Không phải sợ. Chúng ta có nhiều người, hắn lại chỉ còn nửa thanh máu mà thôi. Tuy hiện tại Thạch Phong chỉ còn lại nửa thanh HP, bất quá trong lòng phong vân vô hủy cũng không có bao nhiêu phấn khích bọn họ liên tục công kích không dám ngừng tay từng đạo băng tiễn cùng tử vong xả kích bắn tới đều bị thạch phong né được nhanh nhẹn như con khỉ cộng thêm toàn thân thạch phong bốc hỏa cùng sát thương khủng bố phong vân vô hủy sớm đã có quyết định bất quá còn phải xem tình hình xem sao một nửa thanh máu sao thạch phong cười nhạt từ trong ba lô lấy ra đòn sát thủ khác hồng dược trung cấp một lần có thể khôi phục 800 điểm sinh mệnh, CD một phút. Cả Bạch Hà Thành mỗi người chơi chỉ được phép mua 5 bình một ngày, mỗi bình 3 ngân. Thời khắc quan trọng có thể dùng để cứu lấy một mạng. Thạch Phong uống sạch cả bình, điểm sinh mệnh của hắn trong nháy mắt liền đầy lại, khiến cho toàn bộ võ lâm minh nhìn đến hoảng sợ. Vì xử lý nửa thanh sinh mệnh của Thạch Phong, bọn họ đã phải chết hơn 10 người. Hiện tại Thạch Phong lại đầy máu, hơn nửa toàn thân còn bốc lên ngọn lửa nóng rực, chiến lược gia tăng chỉ cần cận chiến với hắn liền khiến cho độ bình trang bị không ngừng giảm xuống việc này khiến cho lòng tin của bọn họ nháy mắt ngã xuống đáy cốc đám tin anh của võ lâm minh vốn còn khinh thường thạch phong lúc này đều căng thẳng một thạch phong đầy máu điều này có ý nghĩa như thế nào đám tin anh của võ lâm minh đã cảm nhận sâu sắc được nó ai cũng hiểu rõ ràng so với sau khi bọn họ chết rất một cấp tình huống hiện tại của họ còn nghiêm trọng hơn bởi vì bọn họ vẫn đánh quái độ bình trang bị và vũ khí trên người vốn không nhiều lắm hiện giờ bị thạch phong công kích có thể khiến độ bình vũ khí giảm xuống trên diện rộng thậm chí trực tiếp phá hủy thế này đáng sợ hơn rất một cấp nhiều lắm rất một cấp còn có thể tăng trở lại nhưng vũ khí và trang bị trên người thì khác mấy thứ này đều do bọn họ khó khăn lắm mới kiếm được tích trữ nếu muốn lấy được nguyên bộ như thế nữa khó khăn hơn việc thăng cấp thậm chí gặp phải vấn đề có khi không kiếm lại được Dạ Phong, ngươi đừng quá đáng. Nếu tiếp tục như vậy chẳng tốt cho ai cả, bây giờ ngươi rời đi còn kịp, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi người đi một hướng. Tuy Phong Vân vô hủy không cam lòng, thế nhưng thực lực của Thạch Phong quá đáng sợ, chỉ có thể cắn răng lùi lại nhường một bước. Nếu như thật bán sạch của cả nhà mình, như thế thì mong muốn võ lâm minh cuộc khởi cũng tan tành mây khói. Quá đáng. Đây là di ngôn của ngươi sao? Thạch Phong buồn cười hắn thực không hiểu rõ mạch suy nghĩ của phong vân vô hủy cho rằng tặng cho người ta một cái tác xong bị đánh lại phát hiện mình không phải đối thủ của người ta lập tức nói một câu xin lỗi là cho qua nghe thấy giọng khinh miệt của thạch phong lần đầu phong vân vô hủy có cảm giác nhục nhã hắn đã nhượng bộ mà giờ thạch phong còn gây sự hắn lại không có biện pháp gì chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thủ hạ của mình bị tàn sát loại cảm giác này khiến hắn sắp nổi điên cho tới bây giờ phong vân vô hủy vẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Hắn vốn chắc chắn 100% giết chết thạch phong, giờ chỉ vì một quả lựu đạn kỳ quái, cộng thêm một chai hồng dược, khả năng chợt giảm xuống 50%, dù có thể giết chết thạch phong đi nữa, tinh anh của võ lâm minh cũng tổn thất nặng nề. Dạ phong, đây là ngươi ép ta. Vậy để xem ai chết trước. Mọi người cùng tiến lên, hắn đã thành hồng danh sẫm rồi, chỉ cần giết chết hắn, là có thể rớt ra tất cả trang bị trên người chúng đủ bù đắp tổn thất của chúng ta đừng sợ bình thuốc bổ máu của hắn có thời gian cd khẳng định rất dài nhất định có thể mài chết hắn phong vân vô hủy ra lệnh thành viên võ lâm minh đều điên cuồng dùng hết thảy kỹ năng và thủ đoạn mình có kiềm chế thạch phong mà vừa mài máu thạch phong đi mà bản thân phong vân vô hủy cũng không chịu thua kém lấy ra một mũi tên màu đỏ như lửa nhắm thẳng ngay thạch phong bắn ra ngoài đây là bảo vật mạnh nhất của hắn, lúc đầu để dành để đối phó bốt cấp lãnh chúa, hiện tại chỉ có thể dùng để xử lý thạch phong rồi. Nghe thấy tiếng vèo rạch ngang, mũi tên lửa đỏ xé không khí, mang theo tiếng nổ mau chóng đâm về phía ngực thạch phong. Trên mũi tên màu đỏ rực ấy có khắc nguyền rũ hết sức phức tạp, làm cho xung quanh mũi tên tụ tập vô số nguyên tố hóa, giống như một vật phẩm tiêu hao nào đó. Thạch Phong cũng chú ý tới mũi tên màu đỏ bay tới kia, không lo các ma pháp công kích khác, trực tiếp dùng chống đỡ để chặn mũi tên này rầm 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 nháy mắt va chạm liền nổ tung thạch phong bị đánh bay đi may là dùng chiêu chống đỡ nên không bị bất cứ thương tổn gì nhìn thấy thạch phong bình yên vô sự rơi xuống đất sau đó lại tiếp tục lao về phía đám chức nghiệp pháp hệ một chiêu giết một người giống hệt như đập ruồi chốc lát đã chết mất ba bốn người làm hai mắt phong vân vô hủy suýt nữa rớt ra ngoài ác chủ bài sau cùng của hắn đã dùng đến vậy mà không khiến thạch phong mất một giọt máu ngược lại còn giúp thạch phong mượn lực thu hẹp khoảng cách với các chức nghiệp pháp hệ tàn sát một phen thạch phong vốn có tốc độ di chuyển thật nhanh những pháp hệ kia căn bản không chạy thoát nổi bởi vì áp chế đẳng cấp cộng thêm kháng pháp pháp hệ chẳng có cách nào đối phó được hắn chỉ có thể đứng đó chịu tàn sát lúc này đám cận chiến được giải trừ hiệu ứng đóng băng đám pháp hệ của võ lâm minh nhìn thấy thở dài ra một hơi cho rằng mình thấy được hy vọng Bất quá, Thạch Phong lại lấy một quả băng sương đạn từ trong túi ra ném tới, chuẩn xác rơi xuống trước người đám cận chiến, khiến họ đông lại, trên đầu còn xuất hiện hơn 400 điểm thương tổn, làm thích khách và kiếm sĩ có lượng máu bèo bọc biến thành hấp hối. Sau đó mũi kiếm Thạch Phong quét ngang, một mũi nhọn bằng lửa bay đi, giết chết cả đám thích khách và kiếm sĩ, ngay cả trang bị trên người bọn họ cũng bị hủy. Hiện tại bởi vì đẳng cấp của mọi người còn thấp, rất nhiều kỹ năng vẫn chưa học được, nhất là kỹ năng cao cấp giải trừ hạn chế, cho nên mới bị Thạch Phong dùng băng xương đạn chơi xoay mòng mòng, lại không có biện pháp nào. Cận chiến lần nữa bị đông lại, còn bị một kiếm của Thạch Phong giết chết nhiều như vậy, những chức nghiệp pháp hệ thực sự tuyệt vọng, không thèm để ý Phong Vân vô hủy ra lệnh gì, đều đồng lòng chạy loạn. Không ai nghĩ tới trong tay Thạch Phong có đạo cụ giết người kinh khủng như vậy, nếu bọn họ biết trước, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, căn bản sẽ không ở lại đây chịu chết muốn chạy trốn sao? Nhất thời Thạch Phong cảm thấy đau đầu, nếu hắn đuổi giết theo từng người, e là sẽ khiến càng nhiều người chạy thoát, dù sao tuy băng sương đạn có uy lực kinh người, còn không chỉ một quả, ai lại còn ngu đến mức ở lại chờ chết. Thật thế thì sẽ làm hắn càng khó giết chết họ hơn. Không có biện pháp, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là bắt đầu không ngừng sử dụng băng sương đạn sơ cấp, tuy CD một giây đồng hồ, nhưng lại có thể đóng băng người chơi 3 giây, đủ để hắn giết chết toàn bộ những người chơi chạy loạn này. Từng quả băng sương đạn sơ cấp được ném ra, cả phế tích bạch sa biến thành thế giới đầy băng tuyết, tất cả người bên võ lâm minh trở thành tượng băng sinh động, sau đó Thạch Phong dùng thâm uyên giả đốt cháy kết liễu từng người. Nhìn từng đồng đội bị Thạch Phong giết chết còn hủy đi một thân trang bị, thành viên của võ lâm minh cảm thấy run rẩy và sợ hãi, thậm chí thấy mình sắp điên luôn rồi. Có vài người chơi không nhịn được muốn đăng xuất nhưng trong trạng thái chiến đấu là không có cách nào đăng xuất, chỉ có thể chờ Thạch Phong từng bước từng bước tiếp cận mình, mà không có cách giải quyết. Rất nhanh, trên trăm tên tinh anh của Võ Lâm Minh đều bị Thạch Phong giết chết, chỉ còn lại Phong Vân Vô Hủy đứng lặng đấy, vẻ mặt dại ra, ngay cả phản kháng cũng quên mất. Hơn một trăm tên tinh anh chết hết, trang bị bị hủy, đây chính là toàn bộ của cải của hắn, hiện tại hắn muốn dẫn Võ Lâm Minh quật khởi là chuyện không thể nào, bởi vì hắn đã không có biện pháp dẫn võ lâm minh đi cạnh tranh với những người khác giờ đây phong vân vô hủy chỉ có hối hận mà hết thảy những điều xảy ra đều do hắn quá tự cho mình là đúng nếu sớm biết thạch phong kinh cũng thế này có đánh chết hắn cũng không dám đối địch với thạch phong dù có là địch thì ít nhất cũng phải chờ tới khi tất cả thành viên của võ lâm minh tiến vào bạch hà thành thế nhưng đã không còn kịp rồi sau đó phong vân vô hủy cũng bị hai kiếm của thạch phong giết chết cuối cùng cũng xử lý xong nên đi dẫn đám người hát tử vào phó bản lấy một số trang bị tốt rồi thạch phong nhìn xung quanh xác nhận không còn người của võ lâm minh nữa liền sử dụng mặt nạ ác ma tẩy trắng tên mình lại lấy quyển trục hồi thành mở ra để trở về bạch hà thành sau một lần quét sạch đám thủ hạ tinh anh của phong vân vô hủy dù phong vân vô hủy muốn dở trò gì cũng phải chờ những thành viên tinh anh khôi phục lại đó chính là chuyện thật lâu về sau khi phong vân vô hủy và đoàn tin anh của hắn bị giết chết không bao lâu liên minh các công hội muốn thảo phạt thạch phong chợt xuất hiện một phen hỗn loạn khi phong vân vô hủy tuyên bố rời khỏi liên minh này điều ấy khiến những công hội khác không thể hiểu được mà phong vân vô hủy cũng không nói gì thêm mà rời khỏi kênh chắc hội nghị này sau khi biết được sự đáng sợ của thạch phong phong vân vô hủy đã không dám đấu nữa rồi nếu thạch phong có thể ở phế tích bạch sa giết hắn một lần thế thì có thể ở địa điểm khác giết hắn lần hai rồi lần thứ ba bao gồm cả đoàn đội của hắn cũng không thoát nổi chuyện như vậy hắn không dám nghĩ tới nữa hắn còn muốn sống trong thần vực hắn thực sự sợ rồi cho nên phong vân vô hủy đồng thời thể hiện thái độ ở trên trang diễn đàn xin lỗi thạch phong còn nói về sau sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì liên quan đến thạch phong chỉ cần thấy được thạch phong thì hắn liền đi vòng cử động của phong vân vô hủy chẳng mấy chốc đã dấy lên một hồi sóng to gió lớn ở khu vực Bạch Hà Thành. Tuy phong vân vô hủy chưa được tính là người nổi danh cỡ nào, nhưng dù sao cũng là cấp cao trọng yếu của võ lâm minh, còn mấy lần tỏ ra vẻ liều chết không ngừng với thạch phong, cho nên có thể coi là có chút danh tiếng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới phong vân vô hủy cư nhiên xin lỗi ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy tin tức ấy, không biết bao nhiêu người cảm thấy mắt mình bị mù rồi. Võ Lâm Minh nói thế nào cũng là một công hội lớn, lại khuất phục một người chơi tự do, tuy điều này không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử game thực tế ảo trước kia, nhưng tuyệt đối là chuyện hiếm có chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là dưới tình huống thần vực còn chưa mở được bao lâu. Hiện nay thực lực của mọi người chênh lệch với nhau chủ yếu thể hiện trên kỹ thuật, hoàn toàn có thể dùng nhân số để bù lại, thế nhưng Phong Vân Vô Hủy lại khuất phục, hoàn toàn không thể tin nổi. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì? qua, đây là tiết tấu người chơi tự do muốn mạnh mẽ lên nha. Dạ phong xứng đáng làm thần tượng của ta, công hội thì sao, rốt cuộc vẫn phải chịu thua. Diễn đàn khu vực Bạch Hà thành nháy mắt nổ tung, thật giống như hòn đá ném vào mặt ao phẳng lặng, khiến từng gợn nước khuếch tán ra ngoài, ai ai cũng phát biểu ý kiến của mình, nhất là người chơi tự do. Người chơi thuộc công hội và người chơi tự do dù ở trong trò chơi thực tế ảo nào cũng có mâu thuẫn với nhau, bất quá phải chịu thôi dù sao muốn vượt qua người khác thì nhất định phải có nhiều tài nguyên hơn, công hội tự nhiên muốn chiếm lĩnh những tài nguyên này. Mà người chơi tự do không có thực lực bằng công hội nên chỉ có thể cam chịu nhường nhịn, vì thế mới có mâu thuẫn. Bây giờ Thạch Phong là một người chơi tự do lại có thể khiến một công hội lớn nhận thua, nó hoàn toàn khơi dậy sự cộng hưởng cửa rất nhiều người chơi tự do. Bất quá đối với liên minh nhỏ muốn thảo phạt Thạch Phong mà nói, đây chính là một quả lựu đạn, tràn ngập mùi nguy hiểm. Phong vân vô hủy cầm đầu liên minh muốn tiêu diệt thạch phong thế mà rời khỏi, đã vậy còn không nói câu nào. Trước cuộc lực lượng kiểu gì mới để phong vân vô hủy làm như thế, điều này làm cho các công hội khác trong liên minh đều căng thẳng lên. Trương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Viêm hổ nhỏ giọng hỏi. Bởi vì cử động dọa người của phong vân vô hủy mà các công hội trong liên minh đều cảm thấy bất an. Trương Lạc Quy im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi nói trước cứ mặc kệ chờ chúng ta tiến vào bạch hà thành hết rồi tính bất quá nếu có thể khiến cho người như phong vân vô hủy khuất phục chịu thua thì ta thực sự đã xem thường dạ phong để lâm phi long tìm cơ hội tiếp xúc với dạ phong thử xem có thể làm dạ phong gia nhập vào ưu ảnh chúng ta không mặc dù ưu ảnh của chúng ta mới vừa phát triển nhưng tài chính dồi dào nói cho lâm phi long chỉ cần dạ phong bằng lòng có thể hứa cho dạ phong một vị trí trưởng lão vinh dự lương một năm một triệu thêm 10% cổ phần công ty cũng không thành vấn đề. Viêm hổ giật nảy mình, hắn thừa nhận mình không phải đối thủ của Thạch Phong, kỹ thuật của Thạch Phong cao hơn một bậc, thế nhưng cũng không thành lý do để hứa hẹn đãi ngộ lớn như vậy chứ. Trưởng lão Vinh Dự không chỉ vừa rảnh rỗi, còn có quyền lực rất lớn, có thể nói là người có quyền lực lớn nhất ngoại trừ Lam Ca và Trương Lạc Uy. Càng chưa nói đến lương một năm một triệu thêm 10% cổ phần công ty, tiền lương gốc của hắn mới được 20.000 mà thôi. Viêm hổ không rõ vì sao Thạch Phong lại có giá trị lôi kéo đến như vậy. Bất quá hắn không thể có ý kiến gì, chỉ có thể làm theo. Khu thương mại, Bạch Hà Thành Sau khi Thạch Phong trở về đi đến kho hàng đầu tiên, lấy ra 500 tổ kiên cố thạch, chuẩn bị bán tháo trước một phần. Bởi vì giá cả của kiên cố thạch bây giờ lại tăng không ít, đã đạt đến mức hắn dự đoán là 10 ngân tệ một tổ, tuy về sau còn có thể tăng thêm, nhưng tốc độ tăng đã gần đến mức cực hạn mà người chơi có thể thừa nhận. 500 tổ kiên cố thạch chẳng qua chỉ là một phần nhỏ đối với kho hàng cá nhân của Thạch Phong, bởi vì số lượng Thạch Phong thu mua trước đó đã vượt qua con số 10.000 tổ, đây cũng là nguyên nhân các công hội lớn ở Bạch Hà Thành không mua được nó. Chúng đều được mua lại vào thời điểm giá kiên cố thạch rẻ nhất, tiền vốn chỉ hơn 30 kim, nhưng giá cả bây giờ đã vượt quá xa. Bán hết 500 tổ này, vừa dịp đi gọi đám người hắc tử đi tới phó bản đoàn đội nhà xưởng cabin cấp 10. Trong lòng Thạch Phong sớm đã hoạch định xong kế hoạch. Hắc tử và tịch mịch như tuyết có đẳng cấp cao thật đấy, nhưng trang bị trên người không được tốt lắm, bản thân hắn cũng như vậy. Bất quá hắn còn may là đã đổi bộ trang phục cấp 10 tốt nhất của kiếm sĩ rồi, mà trang bị của những người khác có thể dùng cụm từ thảm không nở nhìn để hình dung. Hiện ở trên bản đẳng cấp của khu vực Bạch Hà Thành, đã có hơn 500 người đạt đến cấp 10, cũng có nghĩa là số lượng người chơi tiến vào Bạch Hà Thành đã là hơn 500 người. Đại đa số đều là những thành viên nổi danh của các công hội, bọn họ ngoại trừ bắt đầu làm một ít nhiệm vụ ra thì mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là vào phó bản. Vì phó bản mới là nơi lấy trang bị chủ yếu nhất, có trang bị tốt mới có thể đi thăng cấp càng hiệu suất. Cho nên bây giờ rất nhiều công hội đều đã đi vào phó bản rồi. Bạch Hà Thành khác với tiểu trấn hoặc có thể nói sau khi người chơi lên tới cấp 10 tiến vào thành phố thì trò chơi thần vực này mới chính thức bắt đầu, thời gian sống ở tiểu trấn trước đó chỉ là quá trình để cho người chơi thích ứng. Toàn bộ khu vực Bạch Hà thành có rất nhiều phó bản cấp 10, chỉ riêng các loại phó bản lớn nhỏ từ cấp 10 đến cấp 12 đã có hơn 20 cái, trình độ công chiếm từ thấp đến cao không giống nhau, mà phó bản đoàn đội cấp 10 dành cho 10 người thì ít hơn một chút, bất quá cũng có 12 cái, phó bản dạng lớn cấp 10 có 3 cái chỉ cần có thể tiến đánh qua một trong ba phó bản lớn kia, liền có thể mở ra vụ đổi tạp bài, đến lúc đó chính là thời điểm tạp bài đáng giá nhất. Mà tiến vào Bạch Hà Thành, quá trình bình thường chính là nâng cấp trang bị từ phó bản nhỏ, sau đó mới đến phó bản đoàn đội loại nhỏ, cuối cùng mới đến phó bản dạng lớn cấp 10. Hiện nay rất nhiều công hội đã thông qua phó bản nhỏ, đang không ngừng nâng cấp trang bị. Sau cùng, tất cả công hội thuộc bạch hà thành chỉ có một mục tiêu đó chính là thông qua ba phó bản đoàn đội dạng lớn đầu tiên thông quan đầu tiên là chỉ có vượt qua địa ngục cấp mới được tính hơn nữa thông quan phó bản đoàn đội dạng lớn đầu tiên và thông quan phó bản đoàn đội loại nhỏ đầu tiên khác biệt ở chỗ thông báo trên toàn tinh nguyệt vương quốc mà không phải chỉ khu vực bạch hà thành đây chính là biện pháp tuyên truyền giúp công hội mình tăng độ nổi tiếng ở tinh nguyệt vương quốc tốt nhất cũng là nơi thể hiện thực lực của công hội cho nên phó bản dạng lớn mới là sân đấu chân chính của các công hội. Mà bình thường khi chiến đấu trong phó bản, ma đao thạch trở thành vật phẩm mang tính chiến lược, nên sẽ làm những công hội kia càng cần đến kiên cố thạch, lần nữa khiến giá cả của kiên cố thạch tăng vọt. Vì thế mà thạch phong chọn ngay lúc này bán ra. Bây giờ thạch phong căn bản không có suy nghĩ tới phó bản đoàn đội loại lớn, đi cạnh tranh với những công hội nổi tiếng kia. Hắn tự biết lấy mình, Mục tiêu của hắn chỉ là phó bản đoàn đội loại nhỏ ác ma cổ bảo cấp 15 thôi. Bất quá với thực lực lẫn số lượng người của đoàn đội hắn đều kém tiêu chuẩn quá xa, còn cần tăng lên. Đi tới phòng đấu giá của Bạch Hà Thành, Thạch Phong tùy ý tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, mở hệ thống của mở phòng đấu giá, lựa chọn bán đồ ở khu vực Bạch Hà Thành. Như thế này thì không cần thanh toán quá nhiều chi phí, giống như bán ra ở phòng đấu giá của tiểu trấn vậy, chỉ có người thuộc khu vực Bạch Hà Thành mới có thể nhìn thấy. Còn việc bán cho những thành phố khác, điều này Thạch Phong không nghĩ đến, chỉ tính đến phí kèm theo đắt đỏ đã thấy rất không có lời, vả lại những thành phố khác cũng không khan hiếm như Bạch Hà thành, giá cả khẳng định sẽ thấp không ít so với ở Bạch Hà thành. Thạch Phong để lên 10 tổ kiên cố thạch trước, quy định mỗi tổ 10 ngân tệ, giá ăn luôn là 12 ngân, nhìn xem thử thế nào. Nếu như một lần để lên 500 tổ, không chỉ tạo thành ảnh hưởng với thị trường, còn có thể dẫn tới việc giá cả của kiên cố thạch giảm xuống cho nên để bán ra từ từ, cầu cao thì doanh thu mới cao. Quả nhiên không đến một phút, 10 tổ kiên cố thạch đã bị mua đi, hơn nữa đều bán với giá 12 ngân, ngay cả cạnh tranh cũng không tồn tại. Không thể nào. Thạch Phong thấy thông báo ngược của hệ thống đấu giá, không khỏi sửng sờ. Mức độ tiêu thụ nóng hổi này đã vượt xa ngoài dự liệu của hắn, tuy đã sớm biết kiên cố thạch bây giờ rất thiếu thốn, nhưng chưa thấy qua sẽ có người không nói hai lời liền dùng một hơi 12 ngân mua lại, Quả thực điên rồi. Lẽ nào những người này không biết hiện giờ một ngân tệ có thể đổi 107 điểm tín dụng sao? Chỉ nói đến hai ngân tệ chính là 214 điểm tín dụng, đây là một phần 10 tiền lương của một sinh viên mới vừa tốt nghiệp đấy. Thạch Phong chỉ là bán ra 10 tổ kiên cố thạch, so với lượng cầu của khắp cả khu vực Bạch Hà thành thì chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng giá nhắc tới. Chứng kiến lượng tiêu thụ nóng nổi như vậy, Thạch Phong lại lấy ra 10 tổ kiên cố thạch thả lên. Lúc này đây giá quy định đổi thành 12 ngân tệ, giá ăn luôn là 15 ngân. Thạch Phong muốn biết kiên cố thạch bây giờ có giá trị cao nhất là bao nhiêu, điểm mấu chốt mà những người này có thể thừa nhận là ở nơi nào. Quả nhiên lúc này bon họ không có ăn luôn một lần, mà là đấu giá, bất quá giá trị tăng lên biên độ rất nhỏ, mỗi lần tăng lên chỉ mấy đồng. Thẳng đến một phút đồng hồ sau. 10 tổ kiên cố thạch mới tăng giá lên một ít, từ giá quy định 12 ngân tệ tăng lên tới 13 ngân tệ vẫn tăng cho đến khi lên tới 13 ngân 30 đồng mới ngừng lại, rất rõ ràng đây là giá cả cuối cùng bọn họ có thể thừa nhận. Có vẻ 13 ngân tệ là đã bảo hòa, nhưng dù sao cũng đã vượt khỏi dự đoán của mình rồi, sau này chậm rãi bán ra là có thể ngồi chờ thu tiền. Thạch Phong cũng cảm giác 13 ngân chính là cực hạn rồi, giá cao cao tới đâu cũng không thể hơn được nữa, người chơi không cách nào tiếp nhận quá cao được. Hơn nữa trước kia hắn mua một tổ kiên cố thạch chỉ tốn hơn 30 đồng tệ, hiện tại bán đi với 13 ngân, giá đã cao gấp 30 lần. Làm người không thể quá tham lam, như thế này đã rất thỏa mãn. Sau đó Thạch Phong tiếp tục lấy kiên cố thạch từ ba lô ra bắt đầu bán tháo, bán 20 tổ mỗi một lần. Thời gian bán cách nhau hơn 10 phút, bất quá suy nghĩ đến sức chịu đựng và mức tiêu hao mỗi ngày toàn bộ người chơi khu vực Bạch Hà Thành, thì tiêu tốn mỗi ngày chừng 1.600-2.700 tổ. Nếu mỗi ngày hắn bán ra 1.000 tổ, không chỉ có thể làm cả khu vực Bạch Hà Thành tiêu hóa hết, còn không làm cho giả cả giảm xuống, như vậy mới có lời. Lấy giá 13 ngân tệ một tổ, mỗi ngày bán đi 1.000 tổ là có thể kiếm được trên 100 kim, hơn nữa kiếm về thật là kim tệ chứ không phải điểm tín dụng, thế thì tiền lời mỗi ngày đã gấp 10 lần số tiền công hội nhất lưu kiếm được rồi. Có nhiều tài chính như thế căn bản không cần lo sầu việc thành lập công hội xong có phát triển nổi hay không. Thiết đặt giờ bán ở trên hệ thống đấu giá xong, ngón tay thạch phong vẽ thành một đường vòng cung trước mặt hắn liền xuất hiện một bản hệ thống tin nhắn không hoàn toàn trong suốt ngón tay di chuyển một chút nhấn vào nút gọi thoại với hắc tử hắc tử nhiệm vụ kiếm danh vọng của các ngươi làm xong chưa nếu như đã làm xong thì tập hợp trước cổng truyền tống chúng ta vào phó bản thạch phong hỏi nhiệm vụ của bọn ta đã làm xong nhưng hình như bọn ta bị vây khốn ở trong một bản đồ khép kín Muốn đi ra ngoài phải thông qua thí luyện của nơi này mới được. Hắc Tử nghe thấy muốn vào phó bản liền kích động, muốn triển lộ thân thủ của mình, từ khi hắn có family ân thủ hộ, hắn liền chăm chỉ quan sát những video của cao thủ, còn thường xuyên tỉ thí với người trong đoàn, kỹ thuật của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, tuyệt đối có thể khiến Thạch Phong giật nảy mình. Bất quá, giờ vẫn không ra được đây. Bản đồ khép kín. Chân mày Thạch Phong khẽ cau lại, nghiêm túc suy nghĩ một hồi không rõ vì sao đám người hắc tử có thể tiến vào bản đồ khép kín đáng lẽ ra cái nhiệm vụ kia căn bản không có chỗ như vậy nhưng sau khi nghe hắc tử trần thuật nhất thời thạch phong liền hiểu được đám người hắc tử đang trong tình huống thế nào không thể không nói vận may của đám người hắc tử thật sự cao quá ở thần vực có rất nhiều cơ duyên thường thấy nhất phải kể tới thí luyện của thần được các người chơi xưng là thử làm anh hùng nó là khảo nghiệm của thần để cho người phàm có cơ hội biến thành anh hùng chỉ cần ở bản đồ cấp 10 trở lên đều có tỷ lệ xuất hiện, thỉnh thoảng có người chơi khi đánh quái giả ngoại hay làm nhiệm vụ gặp phải, bất quả tỷ lệ này cũng chưa tới một phần 10.000. Đám người hát tử có thể gặp được tuyệt đối là may mắn. Mỗi lần thử làm anh hùng đều là một cơ may trời cho, chỉ cần thông qua liền có thể lấy được phần thưởng phong phú, trang bị và kinh nghiệm chính là phần thưởng kém nhất đấy, nếu có thể biểu hiện nổi bật trong thử làm anh hùng, liền có thể thu được thuộc tính vĩnh cửu. Kỹ năng siêu hiếm hoặc tăng mạnh kỹ năng cũ, tinh thông vũ khí, vân vân. Rất nhiều phần thưởng hiếm hoi khó gặp. Vũ khí trang bị chỉ có thể dùng trong một đoạn thời gian, đều là vật ngoài thân, không phải thực lực của chính mình. Thế nhưng lấy được thuộc tính vĩnh cửu và kỹ năng siêu hiếm lại khác, giá trị của những thứ này cao hơn vũ khí trang bị nhiều, có sự trợ giúp to lớn với sự phát triển bản thân ngày sau. Các ngươi tiến vào cổng khí luyện bao nhiêu màu? Thạch Phong hỏi. Nghe hắc tử nói là biết hắn không hiểu rõ Nhưng Thạch Phong hỏi có bao nhiêu màu Liền nghĩ tới cổng lớn trước khi tiến vào phát tán ra màu sắc Hắn có chút không xác định nói Hình như là bốn màu Bốn màu Các ngươi không muốn sống nữa sao Thạch Phong suýt chút nữa thì mắng hắc tử Thí luyện của thần không chỉ có khen thưởng Mà còn có nghiêm phạt Mà nghiêm phạt và phần thưởng tương đương nhau Bởi vì thần vực thiết trí cơ may và nguy hiểm cùng tồn tại đừng nghĩ tới trời không sập thì sợ gì, dù không sập cũng sẽ đập chết bạn. Thử làm anh hùng thường chia làm 7 cấp bậc, nếu như cổng truyền tống chỉ có một màu sắc, đó chính là thí luyện bậc 1, cũng là thí luyện dễ dàng thông qua nhất, theo màu sắc tăng lên, độ khó cũng tăng lên gấp bội. Nếu như cổng thí luyện bốn loại màu sắc, đó chính là thí luyện bậc 4, độ khó có thể ước đoán sơ qua chừng 8 lần so với thí luyện bậc 1. Có thể đi qua thì lấy được phần thưởng kém nhất cũng là vũ khí trang bị tinh kim cấp trở lên, thường cũng có vật phẩm ám kim cấp. Còn nếu độ hoàn thành rất cao, thì tăng thuộc tính vĩnh cửu hoặc cường hóa một kỹ năng của mình không phải là chuyện không thể. Thế nhưng, nghiêm phạt cũng không phải đùa, nếu không hoàn thành, nhẹ nhất cũng phải mất đi rất nhiều kinh nghiệm, rất có thể khiến bọn họ rơi vài cấp, thậm chí đám người hát tử có khả năng mất đi một phần điểm thuộc tính mãi mãi hoặc mất độ thuần thuộc kỹ năng, rơi vào trạng thái suy yếu trong khoảng thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người gặp được cổng thí luyện nhưng lại không đi vào, mà bán qua tay cho công hội lớn kiếm một khoảng hời. Phong ca, bọn ta gặp nguy hiểm lắm sao? Hắc tử nhìn thấy dáng vẻ thạch phong có chút căng thẳng, không tự chủ nuốt nước miệng một ngụm, trái tim vọt lên cổ họng. Mà đám người hỏa vũ bên cạnh Hắc tử nghe thấy lời thạch phong nói như thế, cũng đều đổi sắc mặt thành hết sức nghiêm túc chăm chú, không dám coi thường cái thí luyện này nữa rồi. Ta chỉ có thể nhắc nhở cho các ngươi một câu, lượng sức mà đi, chỉ cần không thất bại là được. Đừng quên nhắn nhủ lời của ta cho tất cả mọi người trong đoàn. Bất quá hắc tử ngươi đã có familian thủ hộ có lẽ có khả năng thông qua cực lớn, nhớ kỹ không thể sốt ruột, dù có tốn rất nhiều thời gian cũng không thể vội, sau đó liền phải nhờ vào kỹ xảo chiến đấu và sự minh mẫn nhạy bén của các ngươi rồi. Thạch Phong nói hết tất cả những gì mình biết cho hắc tử, về phần bọn họ có thể đi tới bước nào, phải xem chính bản thân bọn họ rồi. Khảo nghiệm thử làm anh hùng không có lặp lại nội dung lần nào, cho nên không thể giảng giải làm sao thông quan được. Đời trước, tập hợp trí tuệ của mọi người, trái lại cũng lấy được một biện pháp không hợp cách thông quan, đó chính là lượng sức mà đi, nghĩ kỹ rồi hành động, không thể bởi vì thời gian ở trong thử làm anh hùng rất lâu và vội vàng hành động, ngoại trừ những điều trên thì thật không có bất cứ biện pháp nào. Thí luyện bậc 4 có hỏa vũ và khả nhạc, cộng thêm family ân thủ hộ của hắc tử, hẳn có thể thông qua. Nhưng mà bọn họ ra ngoài được trong thời gian ngắn là điều không thể. Thạch Phong không khỏi có chút nhức đầu, vốn muốn đi phó bản nâng cấp trang bị, hiện giờ vì cái thí luyện này mà bị dẹp sang một bên hết, không biết đám người hắc tử có thể đi ra trong vòng một tuần hay không. Bởi vì thử làm anh hùng cho tới bây giờ đều không đơn giản, cho nên rất tốn thời gian, thậm chí có người vì hoàn thành thí luyện mà tốn thời gian một tháng vẫn không đủ để làm xong nữa. Từng có một gã cao thủ đỉnh cấp cho ra một đánh giá khá công bằng và hợp lý, thí luyện bậc 5 có độ khó tương đương với nhiệm vụ sử thi cấp, độ khó của thí luyện bậc 6 gần với nhiệm vụ truyền thuyết, còn độ khó của thí luyện bậc 7 chính là cao hơn nhiệm vụ truyền thuyết. Đời trước thần vực mở ra 10 năm, còn không có người chơi nào có thể thông qua thí luyện 7 màu, đương nhiên không phải những cao thủ đỉnh cao nhất của thần vực không thể thông qua mà là bọn họ không gặp được. Thí luyện ở trong thần vực có thể thông qua cao cấp nhất chính là thí luyện sáu màu, mà người thông qua thí luyện sáu màu ấy chính là thần mục, tử yên lưu vân, một trong top 10 thần mục được cả thần vực công nhận. Nghĩ tới tử yên lưu vân đi cùng với đám người hát tử, thạch phong thở dài một hơi, tuy tử yên lưu vân còn chưa phát triển mạnh mẽ, bất quá tiềm lực không đo lường hết, độ khó của thí luyện bốn màu có lẽ có thể thông qua quên đi suy nghĩ nhiều cũng vô ích xem ra mình chỉ có thể tự đi nâng cấp trang bị rồi thạch phong thở dài theo thói quen mở ra bản hệ thống phòng đấu giá nhìn xem có vật phẩm gì khác đáng mua không tìm những vật phẩm khác trong phòng đấu giá giống như là đào vàng vậy rất nhiều kẻ lấy được thứ tốt nhưng không biết giá trị lại cảm thấy nó không đáng bao nhiêu liền bán ra nên thạch phong bình thường cũng sẽ liếc vài lần xem thử xem biết đâu có cá lọc lưới đang lúc thạch phong tùy ý lật trang trưng bày vật phẩm viêm dương thánh điển thạch phong ngẫu nhiên phát hiện trên một trang trưng bày vật phẩm đấu giá có một quyển sách cổ mạ vàng màu đỏ rực làm tâm tình của hắn cũng vì đó mà chịu rung động hận không thể đoạt nó vào tay ngay lập tức ngay cả cái này cũng dám bán quả thực đần hết mức nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha